thế gian chìm đắm trong muộn phiền, tranh danh đoạt lợi chẳng tiếc thương. Nước cuộn sóng trào vì lời nói, bình tâm im lặng chốn an yên. Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng khi gặp vấn đề thì phải cố gắng nói rõ ràng, minh bạch để không gây ra hiểu lầm. Nhưng cõi đời thị phi, nhân sinh ngắn ngủi, đôi khi cãi lý lại không bằng im lặng, bao dung. Vì sao nói cả đời tranh biện không bằng một phút im lặng, tĩnh tâm? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Xưa có một người rất giàu có và nổi tiếng, nhưng thời gian trôi qua, ông nhận ra rằng tiền bạc và danh vọng không thể cứu bản thân mình thoát khỏi cái chết. Giàu nghèo cũng bởi hơn nhau cái phận, vẫn là nên tìm một con đường để giải thoát cho chính mình. Vì có lòng ngưỡng mộ đạo Phật, nên ông quyết định vứt bỏ hết phù hoa, danh lợi nơi thế tục để xuất gia tu luyện. Sau này, vì đức hạnh và phong thái mà ông được chọn làm sư trụ trì tại một ngôi chùa lớn. Qua một thời gian, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời bàn tán, nói rằng ông vì ham muốn cuộc sống giàu có ở chùa mà chuyển đến sinh sống, tu hành. Người người truyền tay nhau, mỗi người lại thêm một câu, bớt một ý, khiến cho câu chuyện dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng vì điều này mà các đệ tử của ông vô cùng tức giận. Họ không chịu nổi khi nghe người khác nói sai sự thật về sư phụ của mình. Thế là một số quyết định đi khắp nơi để tranh biện, giải thích, mong người đời hiểu rõ hơn sự thật, dập tắt thị phi. Nhưng dường như càng nói càng đi xa, ngày ngày lời qua tiếng lại không ngớt, không những không thuyên giảm mà trái lại các lời đồn thổi còn lan rộng hơn. Một số đệ tử tại gia thì chọn cách viết thành sách về cuộc đời của ông để lưu truyền, tránh cho người đời sau hiểu lầm về ông. Khi vị sư trụ trì biết được việc làm của các đệ tử, ông đã cho gọi tất cả đến và nói: "Việc làm của các con tuy rằng là xuất phát từ ý tốt, nhưng thực ra lại là không đúng. Xem ra sau này ta cần phải sống thận trọng hơn nữa." Các đệ tử nghe vậy không đồng ý, liền nói: "Sư phụ, những người đó thật quá đáng, họ bịa đặt, phỉ báng ngài nên chúng con mới quyết định lên tiếng thanh minh cho ngài." Vị sư trụ trì khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói: "Các con phải nhớ kỹ, nếu sau này các con cũng bị người khác phỉ báng như ta, thì nhất định không được đi tranh cãi với họ, bởi vì càng làm thế sẽ càng có hại. Nếu không tranh biện đúng sai, thì người phỉ báng sẽ dừng lại và không có hậu họa gì xảy ra. Nhưng một khi tranh biện gay gắt, thì lời phỉ báng sẽ là vô cùng vô tận, không có lúc dừng. Như vậy thì các con làm sao còn tâm trí, thời gian để tu hành nữa? Cho nên chúng ta chỉ cần để tâm làm đến nơi đến chốn những việc tốt đẹp nhất, lương thiện nhất. Nếu chúng ta làm sai thì cho dù có bao nhiêu người khen ngợi chúng ta cũng đều vô ích. Nếu chúng ta làm đúng thì cho dù có bao nhiêu người nói xấu, chúng ta cũng không bị hao tổn gì. Trong đối nhân xử thế, nhất định không nên tính toán hay để tâm quá nhiều đến những lời gièm pha phỉ báng của người khác. Các con đã rõ lời ta nói hay chưa?" Chúng tăng cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, mọi chuyện xảy ra giống như lời vị sư trụ trì nói. Việc các đệ tử của ông đi tranh biện, lưu truyền chuyện về cuộc đời ông khiến những lời chê trách, phỉ báng ông càng bị đồn đại nhiều hơn. Nhưng lần này, các đệ tử nghe theo lời chỉ dạy, một mực im lặng không tranh cãi, mà mỗi người đều tự dùng sự thiện lương trong mỗi hành động của mình để cho người đời tự cảm nhận. Không lâu sau, họ đột nhiên phát hiện ra rằng hết thảy những lời chê trách và phỉ báng ấy tự nhiên tan thành mây khói, biến mất mà không còn bị ai nhắc lại nữa. Câu chuyện trên nói lên một đạo lý rằng cuộc sống đôi khi có rất nhiều sự việc xảy ra mà không thể nói rõ ràng ngay một lúc được.
đặc biệt là đối với những người khuấy động thị phi, thì không nhất định phải thanh minh đúng sai. Bởi rất nhiều lúc, cuộc tranh cãi đó sẽ trở thành một cuộc đối đầu vô nghĩa, hao tổn tâm tư và thời gian quý báu. Người xưa có câu, quân tử chỉ sợ vô đạo, chứ không sợ nghèo khó, chỉ sợ mất đi chuẩn tắc làm người, chứ không chấp vào được mất thắng thua. Thay vì lấy ác trị ác, chi bằng lấy thiện cảm hóa nhân tâm, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Một người nếu mà hành động và lời nói đều là thiện lương, thì nhất định sẽ khiến người người cảm phục.